Chú Vũ, chú cũng tới đây để đọc sách ạ? À? Tình cờ thật đấy. Chú đọc sách gì đấy ạ? À? Bị chú phát hiện rồi. Là cháu cố tình đi tìm chú đấy. Cháu tìm cả ngày hôm nay rồi. Cũng may mà ông trời thương cho cháu tìm được chú. Mà bây giờ cháu đói quá. Chú mời cháu ăn cái gì được không ạ? Nếu cháu tiếp tục như thế này, chú bắt buộc phải nhờ đến sự can thiệp của phụ huynh cháu đấy. Cháu 19 tuổi rồi. Cháu có quyền tự quyết định chuyện tình cảm của cháu. Bố mẹ cháu không có quyền can thiệp. Chú có bạn gái rồi. Chú nói dối. Cháu thử nghĩ xem, chú có lý do gì để nói dối cháu không? Chú đã có bạn gái. Cô ấy là người mà chú đã từng bỏ lỡ. Nhưng chú đã gặp lại được cô ấy. Và chú hiểu rằng chú không thể nào quan tâm đến bất kỳ một người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy cả. Thế nên đừng làm mất thời gian của chú, cũng đừng lãng phí thời gian của cháu nữa.